Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây chính là một cái cầu bắc ngang qua sông Ray, nối giữa hai huyện là Châu Đức với lại Xuyên Mộc. Để giới thiệu quý vị một lô đất đây, cặp theo sông Ray luôn nhé. Cặp theo sông Ray, có cái mặt đường nhựa này là 60m. Diện tích cho lô đất này là 1,1 hecta, tức là 11.000m2 quý vị nhé. Đây, tôi xuống đi xuống dưới này, có cái hồ ở quên xem sông Ray này, nước rất là trong quý vị nhá. Bởi vì cái hồ sông Ray là cung cấp nước sạch cho hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai quý vị ạ. Hồ rất là to. Đấy, đây sông này nó đang chảy ra biển. Nó chảy về phía Lộc An đấy quý vị nhá, cửa biển Lộc An đấy. Thì Lộc An có cái bến tàu không số ở đấy đó. Đấy đẹp không quý vị ơi? Ừ. Thì cái lô đất là chạy cặp theo cái con sông Ray này thì đang chào bán với giá là 13 tỷ rưỡi quý vị nhé. 13 tỷ rưỡi cho lô đất mà có cái không gian có nước chảy quanh năm như thế này. Bây giờ đang đỉnh điểm của mùa khô nên là nước nó cũng thấp, nhưng nếu như mùa mưa thì nước sẽ cao hơn. Ở đây có cái cầu này rất là hay này, cái vòm của nó rất là cao quý vị đấy, vòm rất là cao luôn. Ừ. Thì là nó sẽ cặp theo cái con sông Ray này là hơn 200m quý vị ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, nước chảy này. Tuyệt vời không quý vị? Đó. Còn mặt cặp theo cái đường nhựa này nó là 60m. Đó, quý vị thấy. Đó, quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đấy, mình đang đi lên đây quý vị. Đấy, mặt đường nhựa của mình này. Nhựa mới trải xong. Và đặc biệt là lô đất của mình có hai mặt tiền quý vị nhé. Một mặt tiền bên hông chạy dài xuống theo đất luôn. Một mặt tiền đường nhựa. Và một mặt sông. Quá đẹp luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình ấy. Rồi, sơ bộ như vậy. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt. Con hẻm bên hông này. Đó. Hẻm bên hông này.